Xin chào, mình là Hiếu Phạm và các bạn đang theo dõi kênh YouTube chuyên về hướng dẫn cài đặt camera an ninh. Vừa qua, có một số bạn khán giả đã gửi yêu cầu với mình rằng hướng dẫn cách mở bọc đầu ghi Hikvision vào modem iGate GW040 của VNPT. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái video chia sẻ cách mở bọc vào cái modem này. Để mở bọc thì các bạn cần chuẩn bị cho mình hai cái yếu tố trước. Yếu tố đầu tiên là các bạn cần xác định được cái địa chỉ IP và mật khẩu đăng nhập modem. Nếu các bạn nào chưa biết cách xác định địa chỉ IP modem thì có thể xem cái video mình đã làm hướng dẫn chi tiết, link video mình đã để trong phần mô tả. Và yếu tố thứ hai đó là các bạn cần xác định được cái địa chỉ IP và bọc của đầu ghi Hikvision. Mình cũng đã làm video hướng dẫn chi tiết 5 cách xác định địa chỉ IP của đầu ghi Hikvision. Các bạn nào chưa biết thì có thể xem, link video mình cũng để trong phần mô tả. Và nếu các bạn đã chuẩn bị đầy đủ được hai yếu tố này thì chúng ta hãy bắt đầu thôi. Ở đây mình sẽ sử dụng cái đầu ghi Hikvision có địa chỉ IP là 192.168.1.253 và có cái bọc là 81.554 và 8000. Đầu tiên mình sẽ nhập cái địa chỉ IP của modem vào đây. IP của mình là 192.168.1.1. Sau đó Enter. Giao diện hiện ra, chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập. Mình sẽ nhập cái user và cái password của modem vào. Nếu các bạn chưa biết, bắt buộc các bạn có thể lật mặt sau của modem hoặc các bạn có thể gọi lên tổng đài internet thì họ sẽ hỗ trợ cung cấp cho các bạn. Rồi, để mở bọc thì chúng ta sẽ vào cái mục là Advanced Feature. Sau đó các bạn chọn cho mình cái mục là NAT. Và sau đó bấm vào cái chữ là Add ở đây. Cái dòng đầu tiên, View Interface, các bạn chọn cho mình cái dòng mà nó có cái chữ là PPPoE. Rồi, cái mục Custom Service các bạn chọn và các bạn điền tên vào. Ví dụ mình muốn điền là camera. Và Server IP Address, các bạn điền cái IP của cái đầu ghi của các bạn vào đây. Rồi, xuống đây chúng ta sẽ lần lượt mở các bọt cho cái đầu ghi. Đầu tiên, đó là cái bọt 81. Tiếp theo là mình sẽ nhập cái bọt 8000. Và cuối cùng là cái bọt 554. Sau đó mình sẽ bấm vào Apply Sale. Như vậy nó đã mở thành công ba cái bọc của chúng ta rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào cái mục là DNS. Sau đó các bạn bấm chọn cho mình cái mục là Dynamic DNS và bấm vào chữ Add ở đây. Mục này là để chúng ta sẽ điền cái tên miền cho camera. Nếu các bạn chưa biết cách tạo tên miền, có thể xem video hướng dẫn tạo tên miền ở phía trên bên phải màn hình nhé. Nó sẽ hiện ra nhé. Rồi, mình sẽ nhập cái tên miền đã tạo sẵn của mình vào đây. Cái dòng interface mình cũng sẽ chọn là PPPoE. Username, mình sẽ điền username và cái password của cái tên miền này. Sau đó bấm Apply Sale. Rồi, như vậy là đã nhập cái phần tên miền xong. Tiếp theo thì mình sẽ vào cái trang ping.eu để chúng ta sẽ kiểm tra cái bọc và cái tên miền đã được cài đặt thành công vào modem hay chưa. Các bạn chọn cho mình cái mục là bọc check. Sau đó các bạn bấm vào cái dòng do IP này, nó sẽ tự động nó điền cái IP vô đây và chúng ta sẽ nhập cái bọc cần kiểm tra. Đầu tiên thì mình sẽ kiểm tra cái bọc là 81. Mình sẽ nhập cái mã số chữ cái ở đây. Sau đó bấm Go. Tương tự mình sẽ kiểm tra cho hai cái bọc còn lại. Rồi, và ở đây nếu muốn kiểm tra tên miền thì chúng ta có thể nhập cái tên miền vào đây. Và tương tự chúng ta cũng sẽ kiểm tra bọc giống như hồi nãy thôi. Ví dụ mình kiểm tra cái bọc là 8000. Ok, như vậy là có chữ Open màu xanh là thành công nha các bạn. Rồi, nếu các bạn thấy video này hữu ích đối với các bạn, đừng quên hãy ủng hộ mình bằng cách bấm like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.